Người khinh bạn nghèo là người lạ, người sợ bạn giàu lại chính là người quen. Kính chào quý khán thính giả. Ngưỡng tuổi 40 là giai đoạn thức tỉnh quan trọng của cuộc đời. Sau khi lăn lộn trong xã hội hàng chục năm, tôi đã trải qua nhiều thách thức, thăng trầm và cả những thất bại. Thời gian dạy cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu, để từ đó có cách giải quyết vấn đề khôn ngoan hơn. Giờ đây là cách sinh tồn trong xã hội đầy cạnh tranh, thách thức mà tôi đã học được. Tôi muốn chia sẻ với mọi người để họ tránh phải đi đường vòng sớm trong vài năm. Những cách thức quan hệ giữa các cá nhân. Thứ nhất, người nào hạ bệ bạn là 100% coi thường bạn, chứ không phải vì trí tuệ cảm xúc thấp. Nhiều người thường bào chữa lời nói, hành vi thẳng thắn, gây tổn thương người khác của mình. Họ cho rằng vì trí tuệ cảm xúc của họ thấp, chứ không hề cố tình. Thực chất loại người này không hề quan tâm đến bạn. Họ sẵn sàng phô bày nhược điểm, thậm chí hạ bệ bạn. Trong trường hợp họ biết bạn là người yếu đuối, họ cố tình lợi dụng, so sánh và cuối cùng làm tổn thương bạn. Đối với loại người này, bạn không cần phải xem trọng. Hãy bày tỏ quan điểm cá nhân rồi rời đi. Thứ hai, người phản bội sau lưng người khác thường là người quen. Người ta phản bội sau lưng nhau vì họ biết nhau rất rõ. Hãy cảnh giác với những người cố tình tiếp cận bạn và muốn làm quen với bạn. Một khi bạn tin tưởng họ vô điều kiện, họ có thể dùng một mũi tên hạ gục khiến bạn chịu nỗi đau dai dẳng. Thứ ba, có bí mật thì hãy giữ trong lòng, đừng nói ra rồi trách người khác buồn chuyện. Nhiều người rất thích trò chuyện về những bí mật của người khác, thậm chí không ít người coi đây là chất xúc tác để mở rộng các mối quan hệ. Nếu bạn không muốn là nạn nhân thì tuyệt đối đừng mang bí mật của mình đi kể với người khác, dù đó là đồng nghiệp thân thiết hay bạn bè chơi lâu năm. Người trưởng thành là người biết học cách che giấu những lo lắng. Dù trái tim có đầy lỗ hổng cũng nên im lặng, tỏ ra bình tĩnh. Thứ tư, khinh bạn nghèo, sợ bạn giàu. Đây là bản chất xấu của con người. Trên mạng có một câu chuyện cười như sau. Luật sư hy vọng bạn sẽ bị kiện. Người sửa xe hy vọng xe bạn hỏng. Và cố vấn tình cảm hy vọng cuộc hôn nhân của bạn không hòa hợp. Chỉ có những tên trộm mới thật sự muốn bạn giàu có. Hầu hết mọi người trong cuộc sống đều không thích bạn, bởi vì thành công của bạn sẽ phơi bày những thất bại của họ. Vinh quang của bạn sẽ khiến họ đau đớn. Và khi bạn ngã, bạn sẽ được bao quanh bởi tiếng cười. Cách đối phó với người dối trá như vậy là duy trì mối quan hệ xã giao, đừng thân thiết quá mức. Một nhà văn từng nói, phần đen tối nhất trong bản chất con người là những người thực sự không muốn bạn sống tốt, thường là người thân xung quanh bạn. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp với người thân, việc học cách giấu giàu, tránh khóc nghèo là điều vô cùng quan trọng. Suy cho cùng, những người xung quanh bạn thường cười nhạo bạn nghèo, sợ bạn giàu, ghen tị với người khác khi họ có của để ra, cười nhạo người khác khi họ không có gì trong tay. Bản chất con người vốn là như vậy, khó mà được nhìn thấu. Cũng giống như tác giả người Nhật Higashino Keigo đã từng nói, trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng vào được, một là mặt trời, hai là trái tim con người. Họ hàng có quan hệ tốt đến mấy, cũng không nên tiết lộ tình trạng tài chính thực sự của bản thân mà không chút kiêng dè. Nếu bạn giàu có, người khác chưa chắc đã muốn đối xử chân thành với bạn. Bạn không bao giờ biết những người dường như thân thiết trong cuộc sống của bạn có thể ác ý với bạn đến mức nào sau lưng. Nhiều người thân xung quanh bạn sẽ chỉ ghen tị với sự giàu có của bạn hoặc là cười nhạo sự nghèo khó của bạn. Lòng người khó lường, chỉ khi học cách giấu đi sự giàu có và ngừng than vãn về sự nghèo đói, bạn mới có thể bảo vệ gia đình mình và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa người thân với nhau. Những cách thức khi làm việc. Thứ nhất, những người không thể giải quyết vấn đề ở nơi làm việc sẽ trở thành vấn đề. Cách bạn đối xử với mọi người đều phù hợp với khả năng của bạn. Bạn càng giải quyết được nhiều vấn đề cho công ty thì mức lương của bạn càng cao. Giá trị bạn có thể mang lại cho công ty càng lớn thì vị trí của bạn càng được đảm bảo. Ở nơi làm việc, người giải quyết vấn đề được thăng tiến từng bước,
người tạo ra vấn đề âm thầm nhường bước, còn người phàn nàn về vấn đề thì bị loại bỏ trực tiếp. Thứ hai, người có thể ngồi ở một vị trí nào đó chắc chắn có năng lực riêng. Nhiều người ghét lãnh đạo của họ. Họ cho rằng lãnh đạo có tính khí thất thường, không có năng lực, chắc chắn thăng tiến nhờ đi cửa sau. Tuy nhiên, những người trở thành lãnh đạo phải có điểm sáng riêng. Nếu bạn không thể khám phá ra, nghĩa là bạn chưa đủ năng lực để trở thành nhà lãnh đạo. Khi bạn có thể bình tĩnh, nghiên cứu và tìm hiểu khả năng, cũng như sự tinh tế của người lãnh đạo, bạn sẽ tiến thêm một bước gần hơn đến việc trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai. Thứ ba, bạn phải làm việc chăm chỉ và kiếm tiền. Tiểu thuyết gia nhà phê bình người Anh từng nói, sau khi bạn 20 tuổi, không ai quan tâm bạn có phải người tốt hay không. Mọi người chỉ quan tâm đến việc bạn có bao nhiêu tiền trong túi và số dư trong thẻ ngân hàng của bạn. Đối với những cái gọi là khủng hoảng tuổi trung niên, chúng ta có thể tóm tắt bằng hai từ, đó là thiếu tiền. Vì vậy, dù bạn có ghét công việc của mình đến đâu, hãy buộc bản thân kiên trì. Suy cho cùng, ở xã hội này, không có tiền thật sự khiến người ta rất xấu hổ. Thứ tư, đối với một người không biết bơi, dù có chọn bao nhiêu bể bơi cũng vô ích. Một người không đủ năng lực sẽ không thể phát triển dù có làm bao nhiêu công việc. Khi còn trẻ, mỗi lần thay đổi công việc, tôi đều cảm thấy đó là vấn đề của người khác. Sau này tôi sẽ nhận ra rằng, dù đổi bao nhiêu việc thì đó luôn là vấn đề của chính bạn. Tỷ phú Nhật Bản Kazuo Inamori đã từng nói, nếu bạn không giải quyết được vấn đề, bạn sẽ gặp phải vấn đề tương tự trong công việc sau này. Thay vì trốn tránh vấn đề bằng cách thường xuyên đổi việc, bạn nên tập trung trau dồi kiến thức, kỹ năng. Khi bạn có năng lực, dù ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ tỏa sáng. Cuộc sống gia đình. Thứ nhất, giữa vợ chồng cần có những khó khăn vật chất để thử thách. Khi yêu, các cặp đôi dựa vào tình yêu cháy bỏng, những cảm xúc mãnh liệt để hòa hợp. Sau khi kết hôn, điều vợ chồng dựa vào để ở bên nhau chính là lương tâm. Kiểu phụ nữ không bao giờ bỏ chồng khi sự nghiệp xuống dốc. Kiểu đàn ông vẫn ở bên vợ khi họ trở nên giàu có, sẽ tạo nên một cuộc sống hôn nhân lâu bền theo năm tháng. Thứ hai, đừng lúc nào cũng nói, hãy để con bạn thắng ở vạch xuất phát. Cuộc đời của bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Hầu hết mọi người đều trăn trở, tôi không biết cách kiếm tiền, nhưng tôi muốn con tôi kiếm được nhiều tiền khi lớn lên. Hay cuộc đời tôi hoàn toàn thất bại, nhưng tôi muốn các con tôi phải thành công. Nếu tầm nhìn của bạn cao, thì tầm nhìn của con bạn đương nhiên sẽ cao. Nếu bạn trở nên mạnh mẽ, con bạn sẽ có một tương lai dễ dàng hơn. Là cha mẹ, khi bạn thành công thì con bạn mới có thể sống một cuộc đời xuất sắc. Điều thứ ba, cốt lõi đầu tiên của một gia đình là tài chính, sau đó là tình cảm. Gia đình không có tiền thì suốt ngày lục đục cãi vã. Gia đình có tiền thì đầy ắp tiếng cười. Điều này được quyết định bởi nền tảng kinh tế. Trong xã hội thực tế này, bạn phải có tiền trong tay. Ngay cả với người thân, tiền bạc cũng là điều quan trọng để duy trì mối quan hệ. Cách sống với xã hội. Thứ nhất, người lương thiện luôn tin vào những điều tốt đẹp, mãi cho đến khi bị bầm dập, họ phát hiện ra rằng thế giới là nơi kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Khía cạnh đáng lo ngại nhất của xã hội này là nó trái ngược với nhiều nền giáo dục mà chúng ta nhận được khi còn nhỏ. Trường học dạy bạn phép xã giao, công bằng và liêm chính, nhưng xã hội dạy bạn luật rừng. Nếu bạn thất bại, dù bạn là người tốt cũng sẽ bị coi thường. Nếu bạn thành công, dù việc làm của bạn chưa tốt thực sự, vẫn được những chàng pháo tay. Vì vậy hãy nhớ, lối thoát duy nhất là phải mạnh mẽ. Khi bạn đủ mạnh mẽ, cả thế giới sẽ chủ động nhường đường cho bạn. Thứ hai, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua nhiều bão giông. Cuộc sống không như mong muốn của mỗi người. Khi khởi nghiệp, bạn sẽ gặp phải những trở ngại bất ngờ. Sau khi thành công, bạn sẽ gặp phải một tên phản diện xảo quyệt. Trên đường đời, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thậm chí,
nhiều lúc cảm thấy không thể vượt qua. Nhưng điều quan trọng nhất là không chìm đắm trong những lo lắng đó. Khi gặp khó khăn, đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy tập trung vượt qua. Khi bạn tập trung vào tốc độ của riêng mình, sẽ không có ngọn núi nào mà bạn không thể leo. Thứ ba, kết quả ở tuổi trung niên là tổng hợp những lựa chọn được thực hiện khi còn trẻ. Khi còn trẻ, nếu bạn lãng phí thời gian, đến tuổi trung niên sẽ không có việc làm. Khi còn trẻ bạn phóng túng và buông thả, đến tuổi trung niên bạn sẽ nhận về cay đắng. Con người luôn phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. Nếu muốn có một tương lai tươi đẹp, ngay từ bây giờ bạn phải đổ mồ hôi và công sức hơn những người khác. Thứ tư, nỗi buồn lớn nhất là sống không có định hướng, không chịu thay đổi. Có người biết mình lười, nhưng cũng biết mình nghèo, biết mình buồn, cũng biết mình không đủ tốt. Hàng ngàn suy nghĩ chạy đua trong đầu họ mỗi đêm, nhưng mặt trời vẫn mọc vào ngày hôm sau và họ bắt đầu bước đi trên con đường giống như ngày hôm qua. Nếu bạn tiếp tục làm điều này nhiều lần, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu bạn muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, bạn phải hành động ngay bây giờ. Khi bạn thực hiện bước đầu tiên một cách dũng cảm, thành công không còn xa nữa.